Máu thịt thảm thê đủ vị ngon, chung quy thống khổ hận khó bàn. Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy, ai dám cầm dao cắt tự thân? A Di Đà Phật. Xin chào các bạn. Đã có nhiều người hỏi mình câu hỏi tại sao bạn lại ăn chay. Một số thì nghĩ là do mình đã gặp trắc trở trên đường tình duyên. Một số thì nghĩ là mình đã trải qua một biến cố lớn nào đó. Thì lúc đó mình chỉ biết mỉm cười thôi, vì thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ ngồi tĩnh tâm nhìn lại, mình thấy mọi thứ đã diễn ra một cách tự nhiên. Hôm ấy vào một buổi trưa, lòng bẩn muốn tìm một cái gì đó đọc cho khuây khỏa, bèn bước vào bàn Phật tìm sách. Bốc đại thì trúng quyển kinh Nhật tụng. Mình lấy ra ngồi trước bàn Phật, điệu bộ cũng trang nghiêm lạ thường. Đọc được một nửa bài chú Lăng Nghiêm, bỗng sanh tâm tự nghĩ, mấy cái này khó đọc quá vậy. Nghĩ đoạn, bèn cất kinh lên kệ sách và đi ra. Đến chiều, nghe mùi thịt cá, bỗng sanh tâm không ưa hít. Và từ ngày định mệnh đó đến nay, mình đã dùng trường chay. Mãi đến sau này, có nhân duyên được đọc kinh Lăng Nghiêm mới vỡ lẽ. Vì trong kinh có đoạn: người không trì trai giữ giới thì tự mình thành tựu trai giới. Và tới rằm tháng 7 này mình sẽ tròn 2 năm trường chay. Trên đây là toàn bộ nhân duyên mình bước vào trường chay, xin chia sẻ cùng các bạn. Thì mọi thứ cứ tiếp diễn theo cái lẽ tự nhiên của nó, nhưng có nhiều lợi ích mình đã kinh qua mà bây giờ ngồi nhìn lại mới thấy rõ được. Một là thân tâm nhẹ nhàng thư thái, ít phiền não. Hai là giảm tập khí sân hận được thanh lương mát mẻ. Trước đây có gì không vừa ý là buông lời phê bình ngay, còn bây giờ thì kiệm lời ít nói. Ba là ít bệnh, nếu có bệnh thì qua nhanh. Bốn là giờ nhìn cái cây, cục đá, ngọn cỏ, mình cũng thương, thương lắm. Năm là được mọi người xung quanh yêu mến. Mình nghĩ người ăn chay sẽ toát ra năng lượng bình an, nên ai cũng muốn thân cận. Kiểu như đứng gần bạn tôi thấy an yên lạ thường. Sáu là nghe mùi thịt cá khi nấu lên rất là hôi, không thể chịu được. Điều này chắc chỉ các bạn ăn chay trường mới hiểu được thôi. Bảy là tìm được chánh pháp, đã thấy được con đường để cắt đứt vòng sanh tử, thoát khỏi sự sống chết xoay vần, trồng lưng trong biển khổ. A Di Đà Phật, vài lời xin chia sẻ cùng các bạn. Ngàn năm qua một bát canh, Quán Thâm tựa biển hận thành non cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe quán thịt tiếng gào thâu đêm.